Rồi, dạ hello, Ngố Nguyễn xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay thì thứ bảy lên clip buổi chiều hôm nay để tham khảo giá xe bên cửa hàng xe máy Thái Bảo cho cô chú anh chị các bạn mình tham khảo nha. Thì về em nói sơ bên nhà xe máy Thái Bảo để cho mọi người có thể hình dung rõ hơn một tí xíu. Thái Bảo chuyên những cái dòng xe mà tầm trung, những dòng xe tầm thấp, những dòng xe mà anh em rất là dễ tiếp cận ha. Rồi, bây giờ em thấy ở đây nè, nguyên một cái dãy trước là Sirius hết luôn. Bên trong là có YRX, Acelo, Wenfa, rim rồi cũng rất là nhiều. Thôi bây giờ mời cô chú anh chị các bạn mình cứ vào trong gặp chị Hồng đi. Chị chào mọi người, chị hướng dẫn đường đi cho mọi người cụ thể hơn là em luôn nha mọi người ha. Đây mời cô chú anh chị các bạn mình vào đây. Chị Hồng ơi. Đây mời mọi người mình vào đây. Thôi em chào chị Hồng nha. Rồi chào chị. Thương nha. Dạ. Em. Dạ. Em Hồng đã trở lại anh chị nha. Dạ. Nói đầu tiên cũng như thường lệ thì em Hồng xin kính chúc tất cả cô dì chú bác lên sân kênh của Ngố Nguyễn nha. Dạ. Một là chúc sức khỏe và một là chào trân trọng nhất của buổi trưa ngày hôm nay anh chị ơi. Dạ. Hôm nay cũng trời nắng kinh khủng luôn, là cửa hàng nhà em rất là nắng luôn. Dạ. Nhưng mà hôm nay em Hồng cũng nói thật là em hôm nay là em đeo khẩu trang anh chị thấy không? Dạ. Tại vì em đương làm cái mặt á, nên em không có tiện mở khẩu trang ra chứ thiệt em nó khó khẩu trang cũng rất là khó nói luôn. Dạ. Nhưng mà thôi kệ anh chị nha. Dạ. Cũng như thường lệ thôi, giờ hôm nay em sẽ báo giá những con xe cho anh chị mình. Hôm nay là cửa hàng chị bán rất là nhiều xe luôn á Ngố ơi, tấm dạ. nhà luôn chị ơi. Em thấy hình như sáng giờ mà chị bán 10 xe rồi đúng không? Nó thiệt là nó rất là tấm nhà luôn chị ơi. Dạ. Nói một mình nói không thể là nói sao cho mình được cảm ơn hết tất cả của cửa hàng Thông Cương, của kênh của Ngố Nguyễn cũng như cũng là kênh của Thái Bảo như vậy. Dạ. Anh chị ủng hộ rất là nhiều luôn. Dạ. Người ta nói là có tháng 7, tháng 8 là tháng cua hồn hay tháng gì đó, nhưng mà chị bán cũng rất là được luôn nha Ngố. Dạ, dạ. Tất cả xe cũ mình bán hết. Thì hôm nay cũng như thường lệ thôi, mà trước hết là mình đi qua cái bản hiệu đi chị. Bản hiệu rồi, dạ, rồi. Đường cho cô chú mình biết okay, ha. Ok chị. Ừ. Rồi camera sẽ giúp mình quay về cái địa chỉ cửa hàng, cũng như là mình sẽ sử dụng một cái cam rộng để anh chị theo dõi hết đường tổng thể cửa hàng. Cũng như em nói là anh chị mình từ Bình Dương xuống thì anh chị mình đến cầu ông bố ha. Đây. Dạ. Đến cầu ông bố. Anh chị không biết đi cứ gọi cho em Hồng nha. Dạ. Đó là 0986946. Rồi anh chị từ ngõ rồi An Phú Bình Dương thì anh chị cứ chạy thẳng xuống con đường 4 anh chị nha. Dạ. Tới con đường 4 là từ con đường 4 chạy tới cửa hàng em chỉ có là 700 mét thôi. Dạ. Rồi hướng tay trái luôn. Dạ. Đó. Rồi còn hướng còn lại này. Cái này. Dạ. Cách từ dưới miền Tây đi lên á. Dạ. Anh chị mình cứ cặp 2 triệu đồng mối trong hàng nha. Dạ. Anh chị mình cứ đến là triệu đồng mối, còn anh chị mất điện thoại đó gọi cho em, số điện thoại của em là số 0986944. Dạ rồi. Như vậy. Bây giờ mình vô trong nhà. Ok chị, mình báo giá xe cho mọi người đi ha. Nắng hôm nay rất là nhiều. Nắng quá anh chị ơi, bây giờ cũng như thời gian thôi thì cửa hàng nhà mình nó là bán xe là có trả góp anh chị nha. Hôm nay cho em Hồng xin nói thêm một chút là như vậy. Dạ. Cửa hàng của mình là hôm nay là mình sẽ hỗ trợ cho khách hàng tất cả các dòng xe trả góp. Dạ. Anh chị mình ở gần, anh chị mình cứ cầm chứng minh nhân dân đấy cửa hàng của mình nha. Sẽ có 3 ngân hàng hỗ trợ cho anh chị mình. Ví dụ như là anh chị mình có gì thì cầm theo con đấy. Chứng minh nhân dân nè. Rồi như là hộ khẩu gia đình. Xong rồi nếu như có bảo hiểm thì càng tốt. Ví dụ như anh chị mình lên mà mình làm không được ngân hàng này thì mình sẽ hỗ trợ ngân hàng khác. Chắc chắn là sẽ được anh chị nha, chỉ không có nửa sáu là chắc chắn là sẽ được. Còn nếu như anh chị ở xa quá tới không được, sợ mình lên đến chỗ mà nó mất công mình á, thì anh chị mình cứ kết bạn Zalo với em Hồng nha. Em Hồng sẽ chết trước, rồi nếu được em Hồng sẽ báo qua Zalo. Anh chị đã hồ sơ, anh chị đã đậu rồi anh chị lên sau nha. Em hỗ trợ cho các cửa xa. Còn cửa hàng của Thái Bảo thì anh chị cũng đã biết rồi. Số nhà là nằm ở số 60 đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng em là bán xe tầm trung anh chị nha. Chắc có lẽ là anh chị liên kênh Ngố Nguyễn anh chị xem thì anh chị cũng đã biết không hôm quan thuộc bất quốc với lại cửa hàng xe máy Thái Bảo rồi. Em cũng không nói gì thêm nữa. Và hôm nay cũng như thường lệ thì em cũng vẫn còn sale xả trong cái tháng 8 này anh chị nha. Cái tháng 8 dương á. Tháng dương lịch này em sale hết tháng 8 này luôn. Xong rồi bước qua tháng 9 là em sẽ trở về cái giá cũ đi lại. Rồi, tại okay, vì chị. Nói thật với Ngố luôn là mình cũng rất là vừa vi sinh nhỏ là chị không còn một chiếc nào. Thôi bây giờ mình báo giá cho mọi người ha chị. Rồi. Mình vô xem xe với em nha. Ok rồi chị Hồng, mình báo con nào. Mình qua hai con này trước đi. Dạ con nào đâu chị Hồng? Bây giờ mình qua hai con này, nói chung là chị qua cái dòng xe này nè. Dạ. Xe mới không nha. Dạ xe mới về đúng không chị? Mới về luôn. Dạ. Chị có qua kênh của anh hết luôn. Dạ đây. Đầu tiên là mình chỉ quay cái clip này trước nha. Dạ chiếc clip nè anh chị. Chị biết rất là ngon luôn chị nha. Dạ. Cái này đi qua mâm mấy cây đây? Mâm này 6 cây á chị ơi. 6 cây. Dạ. Cái này 21 luôn anh chị nha. Dạ 21. Giá chị để bao nhiêu đấy? Cái này 11.500 nè anh chị nha. Dạ. Giá rất là hợp lý luôn. 11.500. Thường thì anh chị mình thấy một chiếc clip bình thường hay là 28 là em đã
bán cũng đã 10 triệu rồi. Dạ. Mà cái này 2011 em bán chỉ có 11 triệu 500. Đúng rồi, đời cao quá trăm rau nè. Xe anh chị mình từ đầu đến chân nha. Dạ. Vỏ này là khách mình nè, khách đã thay một cặp vỏ riêng rồi anh chị nha, cặp vỏ, vỏ mới chứ. Dạ. Xe thì đều, xe rất là đẹp, xe không sơn, không tước, không dặm gì hết. Cái máy là em bảo hành cho anh chị mà 1 năm. 1 năm. Anh chị ơi, 11 năm không bớt. Coi từ cây ngố Nguyễn vẫn như cũ, em sẽ giảm cho anh chị mình 200 nha. Dạ. Em Hồng sẽ giảm riêng cho anh chị mình coi cây ngố Nguyễn, anh chị nhắc giùm em nha. Dạ. À, nhớ là tôi coi cây của bà riêng ngố Nguyễn là rồi, em Hồng sẽ giảm còn lại là 113, em vẫn tặng cho anh chị mình 3 món quà nha. Dạ rồi, anh chị nhớ nha, nói xem cây ngố Nguyễn sẽ được giảm thêm 200 ngàn nữa đó nha. Rồi, anh ok chị. Hỏi tại sao mà chiếc Clio sao nó cao đường ha, xe nào ngon, chắc chắn là con này rất là ngon. Dạ, rồi mình qua đây, im bà lút nha. Biển Long An đó anh chị. Im bà lút 62 nha anh chị. Trời ơi. Chị coi này máy nó nữa nè. Dạ. Nó nữa em, riêng em Hồng tả xe là anh chị mình nó bởi vậy kêu là anh chị mình rất là thích em Hồng như vậy. Dạ. Em Hồng tả xe chính xác 100% luôn nha. Dạ. Con bà lút này, biển 62 Long An này em Hồng bán là 14 năm. 14 năm. Em sẽ giảm cho anh chị mình riêng từ cây Nguyễn nè, thẳng 2 triệu luôn. Trời ơi, còn 12 năm thôi. 2 triệu 500 anh chị thấy rẻ không? Quá giảm luôn. Quá giảm luôn, em giảm thấy cái 180 luôn, cái con lại nha anh chị nha. Mua về chạy không phải là một cái máy đó em ru đó riêng từ đầu đến chung. Dạ. Rồi nó riêng từ đầu, em không để báo gì thêm nữa. Dạ. Từ đầu đến chung nó riêng nguyên một màu rất là đẹp anh chị ơi. Dạ. Rồi. Đây. 2 triệu 500 anh chị. 2 triệu 5. Đây mình qua đây nè anh chị. Chiếc clip tiếp theo con này màu đỏ có dán tem mới lại nha anh chị. Dán tem mới lại nha. Đó. Chạy bên này anh chị ơi. Ta chạy nè. Dạ. Đây là báo chính xác cho anh chị mình luôn dễ nữa ha. Con dạ. Này nhiều hơn một chút em bán rẻ cho anh chị mình tăng chút ha. Bao nhiêu chị? 105 không bớt. Còn có 103 thôi anh chị nha. 10 triệu 300. Con này 10 triệu 300. Có 2 lẫn 10 hay 11 vậy đó anh chị nha. Dạ. Đó. Trời ơi quá đẹp luôn anh chị thấy không? Bị số là sự ngang Bình Dương. Còn 103. Còn 105 qua cây ngó Nguyễn thì em bớt cho 200 là còn 103. Dạ. Em sẽ làm hết tất cả ví dụ cái yên này không có dự khóa này em làm dạ. Cho nghe. Em ví dụ là cái yên này không được đâu em làm. Dạ. Hết. Rồi. Rồi ok, mình qua đây tới chiếc quay RX. Biển số là Thủ Đức nè chị, 59XI26708 nha. Con dạ. Con duy nhất mới về. Nổ máy cho anh chị nghe liền ha. Im ru luôn. Chứ mấy bạn con đó là nói xuống nói chị là cây ngó Nguyễn là quay kỹ lắm, coi là dạ, rõ lắm. Dạ. Còn chị quay không có rõ. 12 năm không bớt nha anh chị. Dạ. Đó, anh chị quay. Tại vì nó riêng hết đầu mà nó chưa rớt thì nó giá nó không có bớt được. Dạ. Hết cả con trời ơi. Nha. Dạ. Em không bớt nhưng mà em cũng giảm tặng cái thứ hai là biển thành phố nó mắc hơn một chút anh chị nha. Dạ. Biển Thủ Đức của em luôn. Thì em bớt 200 còn lại là 11.8. Dạ 11 triệu 8. Ok chị. Rồi, chị Hồng ơi cho em hỏi về cái vấn đề mà bảo hành đồ bên mình á cho các anh các chú người ta yên tâm tí xíu đi ha. Rồi, đây, dạ. Em Hồng nói luôn. Riêng em Hồng nha, anh chị mua của ai không cần biết. Riêng mua cửa hàng của em nha. Anh chị có vấn đề gì mà thắc mắc về bảo hành mà cứ gọi trực tiếp cho em Hồng, em sẽ giải quyết hết một nút nhạc luôn. Dạ. Cứ gọi cho em nè, số nè 0986 944 526 gặp em Hồng nha. Dạ. Ở trên kênh Ngõ Nguyễn là em có để 3 số điện thoại. Một số của ông xã em, một số của em và một số của thằng em. Dạ. Yeah. Số của em mà từ những lúc mà anh chị gọi cho em là nhất nó thật ra lúc em đi tắm hoặc là em đi ngoài đường em bỏ cái máy trong cốp xe thì em mới không nghe thôi. Yeah. Còn tất cả lúc nào anh chị mình gọi cho em cũng nghe máy hết. Dạ. Yeah. Như vậy. À, em bảo hành là em bảo hành như vậy. Vấn đề là máy mất là em đã bảo hành cho anh chị 1 năm. Yeah. Ví dụ như anh chị mua cái xe này về đúng không? Cái máy nó tự nhiên đứng lại chạy không được. Cứ đem xe giục nhà em. Một anh chị không thích cái xe này vừa cái máy lả tôi không thích đi trả tiền cho anh chị đi về không mất 1 ngàn. Dạ. Còn vỏ bánh mòn hoặc là anh chị đi nhâm sinh diễn nó hư thì nó thiệt ra là khó thay giùm em. Đã đúng rồi. 100%. Còn dạ. Em sẽ hỗ trợ như vậy nữa nè. Ví dụ anh chị mua về nhà đúng không? Các em quên là cái xi nhan này hay là cái km chưa có anh chị vì cái bà Hồng ơi. Sao tôi mua nhà bà mà hồi nãy giờ mấy đứa không làm rồi anh chị ngày mai về mốt ngày kia. Anh chị quên lại em sẽ hỗ trợ em làm không tốn được ngày nào hết. Dạ. Anh chị yên tâm nha. Rồi quá tốt luôn. Anh nói quay đầu xe. Dạ. Cái xe tầm trung á nó không có lỗi nhiều đâu. Nó lỗi rất là ít. Ví dụ như cái xe này nè, 12 triệu đúng không? Anh chị mình đi đã đời, quay lại em mua cho 10 triệu. Dạ. Mà anh chị mà nó mắc cái đâu trời ơi sao là em nói thiệt em buồn á. Dạ. Lỗ 2 triệu thôi á, em bảo hành 1 năm mà anh chị kêu là trời sao tôi mua mà lỗ 2 triệu là em buồn quá thiệt. Dạ. Tính em là chính xác mà anh chị. Chính xác 10 triệu là em bất kỳ lúc nào em cũng lái được hết. Dạ. Như vậy. Ok chị. Yên tâm nha. Dạ. À, rồi, chị em mình tiếp tục tới chiếc Vespa biển số là Đồng Nai 60B9. Cái con này nó bị hơi yên nè. Dạ. Rất yên luôn. Em mới vừa mua về nè. Dạ. Em mới vừa mua về anh chị nha. Dạ. Đây cái yên này em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình là một cái yên mới đường vàng. Còn nếu như em không làm kịp em sẽ bớt tiền cho anh chị mình nha. Dạ. Một con Vespa này nè, máy nó em lắm luôn. Dạ. Vespa thường thường mà em nổ máy cho khách nhà okay, mình. Ok chị.
không lên coi. Hết xăng rồi. Hồi nãy chị mới đề em lắm. Dạ rồi, hết xăng rồi. Biển số là 60 Đồng Nai em chị nha. Dạ. Xe thì không làm gì hết. Nói chung là từ dần áo, dần áo thì có tút rồi, tút dạ. Rồi. Rồi. Anh không cho nó riêng. Còn máy móc là em bao riêng cho anh chị mình luôn. Dạ. Xe em để cho anh chị mình giá như là 14 triệu anh chị nha. 14 triệu. 14 triệu là em bao tất tần tật cho anh chị, lập yên, đồ bọc, đồ đầy đủ anh chị nha. Dạ rồi. À, còn nếu như mà em không bắt cái yên này mà em không máy được, em sẽ bớt thẳng cho anh chị mình là 500 ngàn luôn. 500 ngàn luôn. Để cho anh chị mình dịp thay cái yên. Rồi, dạ. Ok. Đó, chị. Anh chị mình không bắt ba, em bán 14 triệu. Mà dạ. Anh chị mình thiện chí mua đây. Gọi cho em đi, em cũng bớt chút cho vui. Dạ. Mà nói xem kênh Ngũ Nguyễn là được giảm thêm 200 ngàn nữa mà, nó tuyệt vời luôn. Dạ. Ơn tất cả khách hàng bên kênh Ngũ Nguyễn luôn. Dạ. Thương em hồng dữ lắm luôn. Em đăng lên một cái là nó thật. Thứ bảy em đăng nha, chủ nhật xuống. Không còn, em bán một ngày chủ nhật là hết sạch luôn. Dạ. À, rồi. Tất cả anh chị là rất là nhiều luôn. Đây em thấy trong đây mình còn chiếc Nova này chị không? Biển số 37 nè. Bán rẻ quá là anh chị không mua hay sao em không biết. 77495. 14 triệu thì bán được. Mà dạ. Hôm nay em giảm có 11 triệu mà anh chị mình không chốt. Dạ. Đó anh chị mình thấy chưa? Nó không phải là em giảm nó rẻ là nó giữa anh chị nha. Dạ. Máy móc em bao riêng. Nhưng mà em kêu là cái tháng này em giảm cho anh chị mình, em mua được rẻ thì em sẽ bán rẻ. Dạ. Em mua được 10 triệu thì em bán 11 triệu. Đó, em bán 11 dạ. triệu đó. Em rồi. Bao ship. À và đặc biệt hôm nay nữa cho chị Hồng nói thêm chút nữa nha. Dạ rồi. À, anh chị ơi, hôm nay đặc biệt một ngày nữa nha, em sẽ bao ship tất cả cho anh chị mình luôn. Bao ship nha. Luôn. Ừ. Mình chơi lớn bây giờ em dạ. Hồng lên trên Ngũ Nguyễn là phải chơi lớn vậy. Hôm nay anh chị nhớ là ngày 19 tháng 8 anh chị nha. Dạ đúng anh rồi. Anh chị mình nhớ xem cây Ngũ Nguyễn ngày 19 tháng 8 em bao ship toàn quốc. Cho dù em bán lỗ em cũng bao ship luôn. Anh chị nha, nhớ. Quá ok nha. Em bao ship hết. Toàn quốc luôn. Bây giờ ví dụ như lên cận đây nhiều khi các bạn anh chị nói như này, gần đây có 200-300 triệu nữa. Bây giờ chị Hồng nói toàn quốc là miền Trung miền Bắc luôn. Đó nó toàn quốc mà nó chị lỗ cho cũng chơi mà. Quá tuyệt vời luôn. Ví dụ đúng không các bạn? Chiếc xe này ship về Tiền Giang thì nó có dạ. 400 nha. Mà dạ. Chiếc nhưng mà bắt 800 chị Hồng vẫn bảo 800 luôn. Trời tốt luôn. À, là anh chị mình cứ mua anh chị nha. Em sẽ dạ. Có một cái ưu ái cho anh chị mình là ví dụ anh chị mình đã xem kênh Ngũ Nguyễn mua nhà em rất là nhiều rồi. Dạ. Em giảm thì em nói anh chị mình có tin hay không. Em nói em bán lỗ anh chị mình không bao giờ tin. Nhưng mà em sẽ làm gì đó cho anh chị mình thấy hôm nay. Giá là em vẫn giảm bình thường nhưng mà em bao ship cho anh chị mình nha. Dạ rồi, ok chị. Em chỉ cảm ơn khi ăn những anh chị đã thương em Hồng. Và dạ. Đã ủng hộ em Hồng trong suốt thời gian vừa qua anh chị nha. À. Dạ. Và rồi bây giờ mình đi tiếp tục cái con này. Ok chị, con quay ZX này luôn ha. Ừ, con này anh chị ơi, con này biển thành phố Thủ Đức em luôn nè anh chị em nha. Yeah. Cái con này em cũng báo luôn là chính chủ anh chị nha. Chính chủ. Một đời chủ một người đi. Yeah. À, con này anh chị nào mua là em đi công chứng nha. Yeah. Công chứng một nút nhạc. Xe là em cũng trả luôn nè. Đầu nồi nó anh chị mình đừng quan trọng mình rớt hay chưa. Yeah. Xe này em đã rớt rồi. Yeah. Tại vì người ta đi lâu ngày quá thì người ta không làm lại nó yếu chạy không được. Yeah. Còn tất cả này, áo này, phục này, cô này, gấp tất cả là đều rinh hết. Okay, không mất chị. Một cái gì, chỉ có đầu nồi là nó yếu quá người ta làm cho nó mạnh người ta chạy thôi đó. Yeah. Chính chủ rồi chính chủ em bán là 22 năm. Giá chính xác của em là em bao công chứng cho anh chị mình luôn. Bao công chứng em hai năm bên nó chính chủ nha anh chị ha. Chính chủ. Rồi ok chị Hồng luôn. Bên trong mình còn nữa này chị này. Cái này mình quay sơ thôi. Dạ quay sơ cho anh chị theo em dõi đi ha. Em khỏi cần quay kỹ như vậy không bảo luôn. Số 7 này thì cũng lâu năm đây cũng, yeah. Cũng 5-7 năm rồi. Bây giờ em chốt là 15 triệu luôn. Rồi, 15 triệu. Thôi. Anh chị nào coi cái Nguyễn mà thích số 7 các em học chụp hình ở Zalo đi. Dạ. Rồi. Và đấy hai con này này. Đây, đó. Con Rider luôn chị, một cặp Rider sân cơ luôn. Ừ. Con này là biển 76 nha anh chị nha. Quảng Ngãi nha. Quảng Ngãi anh chị nha, 23 triệu anh chị nha, rẻ lắm luôn. 23 triệu đồng. Đó, rồi. Có một con là 23 triệu đời của nó 2017 luôn. Dạ. Rồi một con Rider và một con này cũng 2017 mà 21 triệu còn có 19 triệu. 19 triệu thôi, Rider sân cơ luôn anh chị. Rồi. Winner X. Con này nó giữ nè. Dạ, Winx màu đỏ con nha. Con này là Winx màu đỏ nè. 83 Sóc Trăng. Ừ. 125997. Con này cũng chính chủ luôn chị ơi. Xe này chạy cũng có vừa hàng ngàn tay thôi nha anh chị nha. Dạ. Em bán giá là 26 triệu anh chị ơi. 26 triệu. À, 28 triệu 500. À. Em giảm xét giá cho anh chị mình luôn còn 26 triệu anh chị nha. Dạ, còn 26. Đồ của nó nè, 2020 đó. Dạ, 2020 nha anh chị. 20 luôn anh chị nha. Rồi, ok rồi, chị. Rất là rẻ luôn anh chị, có 26 triệu bằng một chiếc Citroen anh chị. Dạ. Nha. Bên đây có mấy chiếc này luôn nè chị Hồng, Winner X nè. Mình quay đây luôn đi ha. Dạ quay luôn đi chị. Con này em nhìn biển số đâu á? Cái bảng này là Quảng Ngãi luôn nè chị Hồng ơi, 76E1. À. 62862. Dạ. Có ABS mà cái màu này cực kỳ đẹp luôn chị ha. Đó. À, cái này được cái là ABS luôn chị. Đúng rồi, ABS luôn. Rồi, em nhìn cái nhớ là còn bao nhiêu đó. Con này em thấy ở đây để 30 đó chị Hồng. 30 hả? Dạ, 30. Thôi giảm cho anh chị mình nè. 2 triệu. Còn 28 triệu. Bản ABS đầy đủ luôn chị nha. 28 triệu đồng. 28 triệu 2021 nè. Dạ. Em thề luôn nha, biển số Quảng Ngãi. 21 bán giá bằng một Citroen đó anh chị. Dạ.
Rồi, Exeter coi này biển số 15K128553. Em thấy sao nó đẹp quá trời luôn, có biển số 15 này sao nó khó đó dữ vậy. 15 này là của Hải Phòng ha. Ừ, anh chị ơi, bây giờ em nói vậy nè. Em nói vậy luôn, con này em bao hồ sơ cho chị mình luôn nha. Dạ. À, cái con này vừa 22 năm em bao hồ sơ cho anh chị mình luôn được chưa? Dạ. Anh chị mình nhớ nha, cái con màu vàng được 22 năm bao hồ sơ. 22.500 em bao hồ sơ cho anh chị mình luôn. Dạ. Được không? Còn nếu mà giờ khách không muốn ra tên, không hồ sơ gì cả, giữ biển số này chạy là chị để bao nhiêu? Chị để cho thì bớt ra trừ cho 2 triệu đi. 2 triệu luôn. Ừ. 22 năm vậy còn 20.500 con xe này chứ mấy. Trời ơi, em thấy nó rẻ không? Quá rẻ luôn, mà máy bút riêng không chị? Đó, không phải dữ. Đâu, chị nổ máy cái coi. Cho anh chị mình nghe tiếng luôn. Rồi cho em mượn thử à. Hết xăng rồi, bên hai bên. Dạ hết xăng, bên này còn mạnh lắm. Ừ, anh chị mình từ từ ha. Hết xăng rồi. Rồi nổ máy cái cho anh em tin. Đây lên nè, đó. Đó ha. Im ru luôn mà. 20.500.000. Trời đất ơi, sao mà nó rẻ dữ vậy trời. Nồi không có giọng nhiều luôn nha. Không có giọng gì hết, nó riêng từ. Dạ. Chị đến nói là giọng đặc trưng thôi, không có giọng nhiều. Mà chị quay ba lần mà bán không được là chị xả mà. Dạ. Chị xả chị không có lời gì cũng xả luôn. Đó, con này còn có 20.500. 20.500. Rồi tiếp tục đến con này. Bản 28 phiên bản kỷ niệm, dán keo cả xe, biển số Thanh Hóa 36 14229. Rồi, con này chị bán còn có 25 à. 25 triệu. Giảm nữa đó. 285 nè. 265 bên này còn 25 luôn. Trời, bây giờ còn 25. Bao ship anh chị nha. Bản này 28, bản limited giới hạn đó anh chị. Ồ, đẹp quá. Màu quân đội sao đẹp quá. Dạ, cái bản này là bản limited á, 28 rồi. 28 nha anh chị nha. Bên đây em thấy có chiếc 135 mà cổ bô nó còn nguyên luôn, chưa có thay cổ luôn nè. Cái con này em đúng còn chiếc nè. Em, em để dành ngày hôm qua được chiếc có 14 triệu anh chị ơi, em để dành cho ngố xuống coi mà em để dành không có được. Bán luôn rồi. Dạ. Cái con này mới về, giá nó hơi cao một chút anh chị nha. 18 triệu. 18 triệu. Lên tường tập luôn á. Không có xe này máy cho được nha anh chị. Dạ được nha, cũng được. Cũng tương đối, cũng tương đối được. Cái này chỉnh mình sang con lại tí nha anh chị. Rồi được cái cổ bô còn. Ôi nồi hơi giọng nè. Rồi hơi giọng nha. Rồi. Máy nghe mim như là hơi giọng. Dạ. Em để anh chị 18 triệu nha. 18 triệu đồng. Cái Nguyễn này còn 17.8. 17.8. Anh chị cứ mua đi, bà không có tiền, tôi còn có 17.5 mà bán luôn. Bán luôn đó, nói vậy coi như anh chị mình tới đây. Đây mình qua đây đi, cái chiếc Alfa biển số 60M7 nè. Biển 60M7. 1339 nha anh chị. Em đuổi coi cái này là em thì em có nói con Alfa biển số đẹp cực kỳ luôn mà. Em mới qua đến kênh của em là vừa khách trống trong. Dạ. Rồi con này 60 là 14 năm 13 nè. 13 triệu. Còn con Alfa lắp chấm thì đuổi căng nè. Này đường xe không được đẹp lắm. Này 23 nha anh chị. 13 triệu máy thì em ru rú. Cam bọng thay mới. À, vỏ cũng thay mới làm sao luôn. Trước em không thấy nữa. Rồi. Không dám này trước cũ ha, ở sau thay mới. Không mất cái gì. Rồi 13 triệu chị nha. 13 triệu đồng quen pha lốc trắng 203. Dạ 12 triệu 8. Rồi, cái bên là chiếc Future Neo. Neo kim hả chị? Dạ neo kim. Hà Nội. Tại hôm trước em đã quay một lần rồi. Có cái anh kia em mua xong rồi giờ anh bán lại cho em. Thì mua nhà em cũng rẻ quá mà anh mua 15 năm. Anh bán lại cho em 14, hôm nay tiếp tục em đã bán là 15 năm thôi. 15 năm. Em không bán cao. Dạ. Đó, anh lỗ 1 triệu rưỡi. Không. À, em nói thiệt, ông xã ông nó ông tưởng thì sao mới mua gì, ông để 18 triệu mà không phải anh chị nha. Dạ. Em bán thật lòng của em, anh bán cho anh chị là 15 năm thôi nha. 15 năm thôi, ok chị, giá quá tốt rồi. Cái bên chiếc quay ZX hả chị? Dạ. Tốt nữa thì không được, tốt nữa em lỗ, ở đây đã lỗ rồi. Rồi. 22.500 anh chị nha. 22 năm. 22 năm xe rất đúng luôn. 3945 63 Tiền Giang. Nó đi á. Dạ. Rồi bây giờ nó không đi nữa, nó bán cho chị nha. Đào đầu thì đốt rồi, xe tất cả là đồ dữ nè. Vô đồ thêm thì không mất một cái gì hết anh chị nha. Dạ. Rồi. Bên đây dáng đẹp quá trời nè, vô đồ chơi quá trời luôn nè. Trời ơi, con này gì cũng biết rồi ha. À, riêng mình cũng kén khách chứ không phải là ai cũng mua được thành thử ra nó. Khoai là nó còn nằm ở đây. Ừ. Mày chơi đồ kiển ngon nha anh em. Rồi 20 triệu chứ. Dạ. 20 triệu thì em bớt thì em có Nguyễn Hồng 98. 98. Mình cứ 19 năm mà hỏi tôi còn có 19 năm bà Hồng bán tôi là em cũng bán được nha. Dạ rồi. Em xả sale xả với 98 là còn mấy ngày nữa hết 98 là em dạ. Bán luôn. Mà được cái là chị Hồng bao ship trong cái like này luôn nha. Em bao ship anh chị nhớ dạ. Nè, anh chị coi đúng ngày 19 tháng 8 này anh dạ. Chị nói nhớ giùm em nha. Rồi, anh chị nhắc giùm em là tôi coi chứ thường thường là anh chị gọi cho em là em sẽ không bao ship nha anh chị nha. Yeah. Em sẽ không bao ship đâu. Nhưng mà anh chị coi đúng ngày này anh chị vào coi đi, vào coi lên chim thiệt nhiều.
Rồi anh chị mình nói, ôi tôi coi ngày 19 tháng 8 của con những bà bớt cho tôi bao ship cho bà. Rồi ok. Con này lên cặp bánh mâm rider nè, gấp là gấp nhôm nè, rồi cặp cuộc là kiểu dạng giống như ni trong bình dầu đó, nhưng mà nó là u lìn anh em. Nói chung là cái hàng màu mồm này muốn dán tại vì nó dán à. Rồi con này thì được vô đầu nòng ống hơi, bộ xử lý khí thải luôn nha anh chị. Và gắt chân là đùi gà nha. Rồi tiếp theo mình qua bên kia. Cái con này có biển số rồi. Dạ. Có biển số rồi mà em chưa có đem về anh chị nha. Biển số nó là 37 đó. À 37 Nghệ An. Con này em bán là 20 con này em bán 25 triệu nè. 25 triệu. À, tại vì đợt trước em bán cho anh kia là 28 triệu bao hồ sơ. Dạ. Nhưng mà rút hồ sơ rồi mà nhập không có được. Dạ. Thì hôm nay á em mới bán lại là 25 triệu chị nha. 25 triệu đồng. Anh chị mình rút tiền nhập ở đâu cũng được, thành phố Hồ Chí Minh là em chịu nhập không được. Dạ. 25 triệu xe cũng rất là thẳng anh chị nha. Ok rồi, chị. Còn rất là nhiều luôn. Rồi ở đây chiếc Super nè. Super nó thì có biển Bến Tre nè, em sợ lắm luôn nha. Cái con này rất là đẹp luôn mà sao em quay 5 lần 7 lượt nó cứ nằm hoài đây nha. Dạ. Nó ở em nó ăn không biết bao nhiêu cái sinh nhật, chắc chưa được cái sinh nhật nào nó đi sao anh chị ơi. Dạ. Con này biển Bến Tre. 6 anh chị ơi, nó đẹp kinh luôn nè. 36091 nha anh chị. Anh chị mình thấy là một con riêng Thái mà em dọn nguyên con nó nhìn nó giống y mà nó đâu có đẹp đâu mà em bán 17 năm được. Mà cái con này em bán có 19 triệu nó riêng hết trơn mà bán không được. Dạ. À, hôm nay em giảm cho chị mà còn có 19 triệu. 19 triệu. Ừ. À, ok anh chị. Bao ship cho anh chị mình luôn. Dạ. Rồi và đến cái bên là chiếc quay Ballast nha. Con dạ. Đen anh chị nha. 59. 14 năm. Giảm 1,5 triệu. Ừ. Còn có 13 triệu. Dạ. Giảm được cây ngó Nguyễn 200 ngàn nó còn 12,8. Dạ còn 12,8 anh chị bị số này của Củ Chi nha. Nha. Anh chị nha. Dạ. Anh chị mình hỏi anh đồng rất duyên mấy cái dòng này không có đánh đầu làm gì hết anh chị nha. Yên dạ. Tâm. Rồi. Đầu con này hôm nay em sale anh chị mình con này luôn nè. Anh chị thấy là con này con riêng này. Con riêng Thái này thì cũng còn đồ gì mà bánh mâm thì người ta đưa vào bánh mâm. Vô cái bánh mâm rồi. Cực kỳ ngon. Dạ. 13 năm anh giảm 1,5 triệu còn 12. Dạ. Coi cây ngó Nguyễn anh giảm 200 nữa còn 11,8. 11,8. Cái bên là chiếc. Dạ cái bên chiếc Future ha. Rồi, nail kim anh chị nha. Nail kim dọn mới. Nail kim xe dọn anh chị nha. Đó. Anh chị mình ơi mua thì anh chị mình á, em nói thật bán hàng mà. Giờ em nói sao bây giờ, em còn để xíu em nói sao. Dạ. Mà con này em bán nhiều rồi, 20, 25 triệu chưa. Dạ. Em nói là em giảm mấy khi nào mà em giảm đến giá lỗ nữa, hết cổ thôi chứ biết. 25 triệu đó anh chị. 25 triệu là con nail kim đó. Dạ. 76X7, 7957 nha, đó là biển số. Đây chiếc Future mập. Giờ này thì không ấp mũ gì, chỉ có là một cái cặp phục này thôi. Yeah. Phục này là phục này kiểu hàng đúng không anh? Dạ, kiểu dạng phục MD đó anh em ơi. Phục MD đó, nhưng mà này hàng 1-1 thôi nha. Rất là êm luôn. Dạ. Yeah. À, 17 triệu nè. 17 triệu. 17 triệu một con nail. 59 đầy 1. Cái này cũng FI luôn nè. Dạ. 96, 95. À, 96, 2, 95. Cái này thì cũng tương đối thôi, cái phục nó đẹp thì em nhớ nó đẹp anh chị nha. Dạ. Tương đối, vừa riêng, vừa riêng, tương đối thôi. Dạ. Riêng. Rồi. Bao nhiêu chị? 17 triệu đồng nha anh chị ha. 17 triệu là còn 16,8. Dạ còn 16,8. Nếu mà nói xem kênh nha. Hả? Nếu mà nói xem kênh thì mình mới được 16,8 nha. Đúng rồi. Dạ. Rồi. Thằng cây thì ai xem mà họ mới nhắc chứ. Dạ. Mình đã không xem thì đâu có biết đâu. Rồi còn bên đây chị công hiệu chờ. Con này thì 17 triệu giảm 1,5 triệu còn 15 năm đó. 15 năm 64 Vĩnh Long. Ừ. 39209. Cũng đẹp. Cũng đều xe anh chị nha. Cái chị đeo thì chỉ vậy thôi. Xe không dầu thì người ta đi bao năm rồi thì nó vừa nó dạy cũ thêm 5 tháng. Dạ. Chỉ có đồ nó còn nguyên là được rồi anh chị nha. Rồi ok rồi, chị. Bên Tre 01816 nha anh chị. Nói là anh chị mình nói tại sao mà khi chờ mua mới có 30 mấy triệu mà vừa bà bán 30 mà. Dạ. Thì có một đầu nó sốt xe anh chị khác. Bình thường hồi xưa là em bán con này tầm 25 26 là có một chiếc rồi. Dạ. Mà con vừa rồi là nó con Vision nó cũng lên đến 50 mấy triệu rồi, khi nail nó cũng lên quá trời luôn. Em mua đâu có được xe rẻ đâu mà khách thì hỏi quá trời. Không yeah. Ra cửa hàng bụi vậy không có xe. Yeah. Em đi ôm vậy em nói thật với anh chị luôn, em ôm 29 triệu về em xả cho anh chị mà 29 luôn á. Dạ. Đó, hai con này nè, đời 2019-20 không anh chị ơi. 29 triệu. Đi toàn cặp luôn, một con 71-29 luôn. Một con 64-29-5 trên lệnh nha có 500. Rồi, thích con nào lấy con đó thôi ha. Mua thì bây giờ thôi, thôi bây giờ tôi có 28-5 bà bớt thì tôi thích đỉnh ra đây. Nói thật là em bán lá cái gió này cũng được, không có sao hết. Dạ. Yeah. Rồi. Mình lên tới lên trên ha. Dạ đây mời các bạn chị mình lên đây. Future 1 biển số Đồng Nai nha anh chị. 60X1-3240 nha anh chị ha. Đó là biển số chiếc Future 1. Con này là lốp trắng chữ công, lốp còn nguyên chưa có dặm nha bên đây. Còn cái bên này lốp nồi cũng còn nguyên luôn chưa dặm. Không. Không. Con cá là còn nguyên nha. Con này em để cho anh chị mình 14 năm. Dạ, 14,5 triệu. 14,5 triệu anh chị nha. Tất cả là riêng hết luôn á. Ok chị, biển Đồng Nai. Con này. 59M2-2773-27337. Đó, bị số gánh ha. Con này đời của nó là không có cao lắm, 2,18 chị ơi. Dạ. Mà xe thì chủ đi giữ cũng rắn luôn, nó đẹp kinh khủng luôn á. Dạ. Đẹp hơn hai con 21 của em luôn mà. Dạ. Có con màu đỏ đó. Con rồi. Này bao nhiêu? À,
được cái này. 19 năm nè, ở đây để 19 năm đó chị Hồng ơi. Dạ. Đẹp lắm. Dạ. Đây, lên được cái bóng đèn này anh em thấy không? Đẹp lắm luôn. Dạ. Mưa ở đây 18 triệu đồng nha anh chị ha. Rồi, ok chị, 18. Quay Alpha vô bọc bánh biển 69 Cà Mau. Rồi, con này là cái lốc nhám nha anh chị ha, sơn 3D. Chị để giá là bao nhiêu đây? Giá là 15 triệu. Dạ, giá là 15 triệu đồng nha anh chị. Dạ, còn là 14 triệu 800. Cà Mau 69 nha. Đặc biệt là hôm nay trong cái live này là bao ship cả nước luôn. Đó nên là anh chị yên tâm thì dạ rồi. Một chiếc quay pha tiếp theo bị số 70L1 Trảng Bàng Tây Ninh nè anh chị. Đây con này đó, mọi người xem cái chi tiết con xe giúp em nha, cũng là lốc nhám luôn nè đó, chi tiết thì như thế này để nhờ chị Hồng báo giá cho mọi người với là cái đời. 48 bao ship đời mấy vậy chị? 2020 luôn anh chị ha. Rồi ok chị, còn kế bên con biển Cần Thơ 65 có vô cặp phuộc nè, ở vô cặp phuộc thôi và lốc cũng là lốc nhám luôn đó. Xe thì cũng có dăm ba tài xước một chỗ nhỏ nha anh em, cũng không đáng kể, xe cũ mà. Giá như nào đây chị Hồng? 13 triệu. Cái này là 13 năm không bốt nè. Dạ. Có lẽ là bốt 200 còn 133 mà thôi thì bỏ cái năm này luôn thì khỏi vậy ha. Dạ rồi. 13 triệu đồng, bao ship. Ừ. Kế bên mình có một chiếc Acelo biển số là An Giang 672309 và con này thì ơi, cái màu đỏ đẹp nha. Ơi, dạ. Đẹp lắm. Chị xước đầy miếng nào còn người ra em thấy cái màu nước sơn đỏ candy đẹp ghê luôn anh chị. Cái lốc đẹp nè, đó em quay cho anh chị coi cái lốc nè. Đó, hết bài ha. Quay cái mặt đồng hồ cho anh chị mình coi nè. Rồi đây, còn sáng trưng luôn nè. Đó chị xem ha. Dạ. Giảm cho chị mình 200 ngàn. Còn lại 12 triệu 300. Ôi, rẻ. Rồi. Này đẹp lắm nha. Cùng tay nha. Máy móc riêng đúng không chị? Bao riêng. Chị báo lại cái việc bảo hành cho khách yên tâm mà. Anh chị mình yên tâm nha, em bảo hành máy là anh bảo hành cho chị 1 năm luôn. 1 năm nha anh chị. À, anh chị yên tâm nha. Dạ. Em nói là chính xác, em nói chung là anh chị có vấn đề gì gọi cho em học đi. Dạ. À. Rồi ok chị. Dạ. Bảo quay cái bình nhớ chị không bỏ nè. Dạ. Khách về điện thoại cho chị, khách không có đồ gì hết á. Dạ. Khách nói vậy nè, chị ơi sao mà chị em thấy chị chưa lên lớp. Rồi mới tính nó qua, gọi số điện thoại của đây nữa, chị nộp phạt, chị nộp hết trơn à. Dạ rồi, ok chị. Dạ. Em hỗ trợ cho anh chị mình vui nha. Kế bên, chiếc quay đợt ít luôn nè anh chị. Con này thì cũng vậy thôi. Dạ. 16 năm thì vẫn còn 14 năm anh chị nha. Đây anh chị, 14 năm. Dạ. Để đẹp lắm. Có đèn ok. Dạ thôi. Riêng nguyên con anh chị nha. Dạ. Rồi. Còn con này 92 nè, em bán Quảng Nam. Dạ, Quảng Nam nha anh chị. Còn là 108 thôi anh chị nha. 10 triệu 800. Còn là có 108 bao ship anh chị thấy. Dạ. Bây giờ đi làm rẻ lắm. Đây, cái form nó đẹp nha, mọi người xem từ cái góc này nè. Nói chung là xe còn mới đẹp nè, nó ok nha. Rồi, quay đợt ít nè chị, màu trắng nè. Con này màu trắng là biển Thanh Hóa này. Để em quay cái biển số cho chị xem nha. 36 Thanh Hóa nha chị, R4 nè. 10 triệu hả chị? Rồi 10 triệu đồng bao ship. Bao ship. Ok chị. Rồi mình qua đây chiếc Elegant 500 hả chị? Ờ, 100 đây. Elegant 100 nha. 8,5 triệu bao ship anh chị mình luôn. Dạ. Rẻ quá rồi. 8,5 triệu bao ship luôn nè anh chị. Máy móc Enduro anh chị nha. Trà Vinh 84 này không? Ừ. Rồi ok. Rồi đến con này nữa. À, Star XR nha anh chị. Biển số của nó đâu đây? 83 Sóc Trăng nha. 15 triệu. FI nha anh chị. Nè, con tay luôn hả ta? Có một con đi kia màu đỏ em bán rẻ cho chị, mình có 13 máy à. Dạ. Công tay luôn. 15 triệu thì anh chị mình mua được cái Nguyễn còn là 14,8. Dạ. 14,8 thì thôi còn 14,5 cũng được nha. Dạ. 14,5 thì sẽ bao ship cho anh chị mình nha. Rồi ok chị. Đây giờ chị em mình lên đây luôn tới chiếc Jupiter. Rồi, đi chị ha. Jupiter này mới đỉnh anh chị ơi. Dạ Jupiter. Jupiter này em có máy con để dành cho cây Nguyễn nó sạc luôn, có bốn con bán có một con có 11 triệu mấy thôi. Dạ. Nó đẹp lắm, anh kia ở dưới em tiền giờ anh lên hết hết trơn rồi. Dạ. Lấy về bán lại. Đây anh chị. Bao thêm cho anh chị. Nào, quá đủ nha. Dạ. Jupiter là anh chị mình đã biết xài đã nó lâu không cũng sửa luôn. 14 năm. 14 anh giảm 1,5 triệu còn 13 triệu anh chị nha. 13 triệu đồng. 13 triệu giảm từ cây Nguyễn 200 còn 12,8 á con này em nói thiệt đụng như cái máy là nó em đu đú luôn. Dạ. Ok cái chị. Cái lốc máy của nó là anh chị máy bên đây để em quay cái lốc máy cho anh chị theo dõi nha. Anh chị mình coi những cái riêng này đó. Đây anh chị. Đẹp lắm luôn anh chị. Rồi ok đó, nha. Rồi 14 năm giảm 1,5 triệu còn 13 thì còn 12,8 anh chị dạ, nha. Còn 12,8. Rồi con này 12 triệu thôi. Đây con này 12 triệu. Con xe trước này thì con xe trước này là SP nhưng mà có biển bánh xe rồi cũng bị số Tây Ninh đó chị. Dạ. Tây Ninh này cũng khó đáng học luôn á. Dạ đây, chi chiếc xe nè. Mà đời cao lắm luôn mà em bán vừa có 12 triệu bao ship anh chị khác cũng có rẻ không? Dạ. Đây biển số này anh chị không? Rồi. Em mới về chị nha. Dạ. Anh chị mình nhớ là cái biển giùm em
nha, mới về này đẹp quá trời luôn. 2017 nè. Dạ. Yeah. Xe còn đẹp lên cho mốt em coi vô cái. Đẹp nha anh chị, em quay cái lốc máy rồi cho anh chị coi nè. Ừ, đẹp nè. Lắm anh chị ơi. Anh chị xem nè ha. Đẹp luôn. Đây, lốc máy đồ của nó nè. 13 năm thôi đó anh chị. 13 triệu 500 ngàn nha anh chị ơi. À, con này là bánh manh thắng đĩa luôn nha, bản mắc tiền nhất của sữa bi luôn á. Rồi, 13 năm bị số 74 Quảng Trị nha anh chị. Đây, RC. Cũng vô mâm luôn rồi nè, An Giang 67 nè, vô cặp mâm nè. Vỏ cũng thay mới luôn. Còn cái này là còn 15, 16 năm thì giá 1 triệu rưỡi nè. Vỏ trước thay mới luôn nha anh chị. 15 triệu. Đó, vỏ trước thay mới luôn nè anh chị, thấy không? Đó. 15 triệu. Bởi tình thấy không? 15 triệu đồng cho con xe này. 15 triệu thì giảm 200 triệu cây hướng Nguyễn thì còn 14. Dạ 14 triệu 8. Dạ đúng rồi chị, đúng rồi, 14 triệu 800 thôi ha. Con này thì nó bình thường không đẹp anh chị nha. 79 Khánh Hòa, Nha Trang. Con này em nói em hồng là tả xe là cái nào đẹp thì em nói đẹp. Cái này thì nó không có đẹp lắm. Rồi. Thường, 11 triệu đồng. Còn 11 triệu. Rồi ok chị. Mà máy móc riêng không chị Hồng? Dạ riêng. Ok ha. Qua đây tới chiếc được sơn 3D, biển số 37 Nghệ An nè anh chị. Và cặp mâm này vô mâm luôn. Chiếc nào em ship đây là em cũng chụp lại cho anh chị mình coi hết anh chị. Dạ, vô mâm luôn nha. Con này là 13 triệu anh chị nha. Dạ, 13 triệu. 2017 nè. Ừ. Rồi. Đời của nó mới có 17 anh chị nha. Bao riêng cho anh chị mình toàn tập luôn nha. Dạ. Chi rút nha, không có đụng máy làm gì hết. Ok chị. Còn đến con này luôn. Con này cũng 2018 luôn. 17 Thái Bình. Có 13 năm anh chị nè. 13 năm. Thế rẻ hả? Chỉ có 17 Thái Bình. Dạ. Em bao riêng toàn tập cho anh chị mình hết luôn. Tất cả lúc đầu màu chưa có đụng hết. Dạ. Yeah. Xong rồi anh chị mình mua nó, em sẽ chụp phần em báo lại một lần nữa là có tài trước chỗ nào em sẽ báo cụ thể luôn. Dạ. Yeah. Ở đây trước mắt là em báo là xe dòng áo không có bể nè. Ok đó, chị. Có yên là lũng một lỗ. Em sẽ đây. Báo trước tới cho khách mình luôn. Đây, và tới đây. Cái yên nè. Em sẽ báo cho anh chị mình rất là chính xác luôn nha. Cái chỗ này nó bị như này anh chị nha. Dạ. Yeah. Rồi, anh chị mình mua có nhu cầu em sẽ thay cho anh chị mình luôn. 13 triệu 500 thì còn có 13 triệu 300 từ cái nhu nữa anh chị nha. Rồi, ok chị. 36 Thanh Hóa nha anh chị. Con này thì mình quay hoài luôn, nó không có, nó có ở hoài được 10 triệu anh chị. 10 triệu đồng. Nó bị sai màu. À, nó cái giấy nó là màu gì chị? Màu trắng. Màu trắng ha. Mà tại giờ nó là màu đỏ. À, màu mà đôi khi nó nói thấy màu đỏ đẹp hơn màu trắng á. Nổi hơn nha. Rồi. Anh chị thích thì cứ liên hệ cửa hàng nha anh chị ơi. Rồi, giá mình để nhiêu chị? Chị để có 10 triệu à. Có 10 triệu bạc thôi. Cái con này chị mua 105 mà chị bán 10 triệu luôn á. Dạ. Tại vì nó bị sai màu á. Dạ rồi ok chị, 10 triệu này cô chú nha. Đây, dán dán keo ở xe hả chị Hồng? Ờ, con này đẹp không? Dạ đẹp mà. Ừ. Để chị xem nè. 15 không bốc. Dạ 15. 15 không bốc thì bốc 214.8. Dạ còn 14 triệu 8 nha chị. À, rồi, 61 Bình Dương. Đây qua đây, Bình Dương 61. 21 luôn. Màu cam đen nha. Đẹp lắm, con này. Con có 16 năm nha anh chị nha. Dạ 16 năm. Rồi. Rồi ok chị. Con này là của bao vàng Bình Dương này cô chú anh chị nha. Rồi bên đây là con sơn 3D đời cao rồi, có nhãn lượng xanh rồi, 37 Nghệ An nha. Rồi 37 Nghệ An lốc. Con này là 18 năm bớt còn 17. Dạ con này còn 17 triệu mà mọi người thấy nè. Đó, lốc này này kia rất là đẹp ha. Chạy mới có 4.000 cây thôi cô chú anh chị ơi. 4.768 cây. Đây anh chị coi nè nó. Rồi ok nha. Anh chị mình mua này em tặng giò đạp nha, thiếu giò đạp nè. Em tặng giò đạp nha anh chị nha. Ok chị. Đầy đủ cho anh chị mình hết luôn nha. Anh chị coi nè, giờ đạp thiếu chị Hồng sẽ gắn lại cho mình. Rồi, anh chị mình nó kêu coi chưa có rõ, em chụp hình em gửi cho anh chị mình. Dạ, yeah, rồi ok. À, giờ chị em mình qua tay ga luôn. Ở đây còn mấy con nè. Dạ dạ dạ. 60 Đồng Nai nè anh chị. Đúng rồi, còn quên. Con này là con này ông xã mới vừa đem về đó. Dạ. Thì ta chờ. Con của mấy cô em luôn mà. Con tay hết mình nè. Cái này con tay em. Con tay nè chị. À, cái kia là không có con tay đó. Ở cái kìm nhớ nó cũng có cung tay luôn á. Không. Ờ, không hả? Có mà, có cung em nãy em bóp mà. Ủa, bên trái á. Hả? Dạ. À, vậy là giống nhau luôn, cung tay hết. Dạ. Ừ, cái này cũng y luôn hả ta? Rồi, ép. Cái này nó hơi xấu một chút ha. Dạ. Ừ, cái này xấu một chút, kia 15 triệu, cái này cũng có 13 năm. 13 triệu 500 nha anh chị ha. Anh chị mới còn 13 trầu anh chị nha. Dạ, 13 triệu. Rồi. 13 trầu em bao ship cho nha. Ok chị. Gửi anh chị ơi. Này, dạ. Còn cái này mua em thay cho. Dạ rồi. Mình tới một cái chiếc xe 50 mà cái dáng rất là thể thao luôn. Cái kêu bằng tên gì trời? Vivit gì đây? Thật sự mình cũng không biết cái tên nhưng mà hãng Kimco nha anh chị. Xe này của hãng Kimco. Ủa cái này hãng Kimco hả? Dạ. Rồi, chị đã giá nhiêu đây xe 50? Xe 50 đó anh chị nha, xe 50 thì cái này không đi học. Rồi. 500 combo.
cây bánh mâm em bớt cho anh chị mình 500, còn 11 triệu anh chị nhé. Còn 11 triệu đồng. 11 triệu đồng. Rồi. Em có một chiếc duy nhất không? Dạ. Rồi. Ok. Bây giờ mình đi xe ga. Dạ, qua xe ga đi anh chị. Dạ. Dạ. Biển số Sài Gòn anh bán 11 triệu nè. 11 triệu. Rất là đẹp luôn. Biển số Sài Gòn, biển số rất là đẹp anh chị nha. 8800 nè. 8800. Đó, ok nha. Rồi. Con màu nâu cà phê. 10 triệu. 10 triệu. Em bán cho anh chị mình 10 triệu nha. Dạ. Anh chị mình 10 triệu nha. Gọi dầu Tây Ninh nha anh chị. Ừ, giảm hết luôn. Dạ. Giá 10 triệu nha anh chị. 10 triệu thì em rồi. Bóp từ cái ngũ là 219,8. Dạ rồi. Con này 10 triệu 8 vậy đó. Ok chị. Rồi, cho chị mình qua đây tới những cái dòng tay ga cho anh chị các bạn mình đây. Đầu tiên là chiếc Janus nha. Con này là Phú Giáo Bình Dương nha anh chị. Dạ. Dạ. 19 năm thì em thằng bớt còn 18 triệu. 18 triệu. Không có đàn một đứa nào. Không có đàn một đứa nào, đầu của nó cũng cao nha, đầu của nó là 27 đó. Dạ. Rồi, cái bên là chiếc ly 110. Ừ, con ly này là bữa trước mình cũng có con biển số 76 á. Dạ. Nó cũng đẹp đẹp trong nhà chữ quảng cáo ngoài đó, anh chị với Tiền Giang lên lấy rồi. Con này thì mới về. Con này của Thuận An Bình Dương nha anh chị. Con này Bình Dương luôn nè anh chị ơi. Con này nó hơn một chút là nó 12 triệu. 12 năm thì em bớt cho anh chị mình 1,5 triệu, còn 12. Còn 12 triệu. Cũng còn có 11,8 thôi. Dạ 11,8. Con này cũng riêng toàn tập, nó con ly này thì em nói thật nó ngon lắm, cái dòng này máy nó cực kỳ em luôn. Dạ. Ừ. Cái bên là chiếc AB 125 nha anh chị, đề từ bây giờ tắt máy và nó là biển số Đồng Tháp nha. Dạ. Rồi. Con này em bán 20,5. Dạ 20,500. 20 năm thì em giảm còn 20,5 thì cũng vậy thôi. Dạ. Bao ship và bớt từ 200 nữa là còn 20,3. Dạ. Ừ. Rồi cái bên là chiếc Nobo 6 81 Gia Lai B1 62628 đó các bạn chị. 14 năm nha. Dạ. Yeah. 14 năm còn 14 triệu 300. Ok. Con này còn 14 cộng luôn. Dạ còn 14 luôn, miễn Gia Lai đó mọi người ha. Em thì cho anh chị mình mua con này để ship về Bắc anh chị ship cho cũng tại 13 luôn, nó thật luôn. Dạ đúng rồi. Anh cũng chơi luôn. Rồi. Rồi, cái bên đây chị cũng nâu sáu luôn màu à, đỏ đen nha, bị Vũng Tàu. Rồi, ok. Bên kia là con nâu 5. Dạ. Nâu 5 á bao nhiêu chị? 62 Long An á. Dạ, 10 triệu bao ship luôn các bạn anh chị. Và đến một con AV này nếu không nếu mình có nhiều lắm. 54 thành phố. 3857 nha anh chị. 16 rồi 16,500. 16 triệu sau anh chị nha. Dạ rồi. Rồi. Đây mời anh chị các bạn mình vào trong đây. Tới một chiếc AB 208 á chị Hồng. Cọc rồi. Vậy mình cho qua nha. Con này 125. 36 Thanh Hóa. 24768. Xe đẹp, xe rất đẹp luôn, áo không có đại miếng nào. Dạ. Xe đẹp còn 20,5 thì bớt cho anh chị mình luôn có 5 triệu thì còn 20 triệu nha anh chị. Dạ, còn 20 triệu. Ừ, còn con Vision. Đây Vision. 685 Ninh Thuận 63096 nè mọi người. Anh chị với nhà em có hết xe em quản cho em đi lái giá tôi cao thì em nói thật. Anh chị ai em nói thật thật sự luôn là cái màu này ở đời thì nó cao lắm. Nhưng mà cái màu này thì nó không có được nổi á. Chứ nếu yeah. Đất cho mình đỏ thì rất là đẹp. Rồi. Bán 35 triệu anh chị ạ. 35 triệu. 35 triệu nè. Thì có sự mắc cay. Dạ. Yeah. Xe thì xin cảm bố. 35 triệu với 85 linh phục. Rồi con đó còn một con này. Thì xe luôn cho anh chị. 66B1 lắp vào Đồng Tháp. 32,87. 20 thôi. Bao nhiêu chị? 20. 20 triệu. Con này có vô cặp bánh mâm nha anh chị nha. Bị số lắp vào Đồng Tháp nè. 66 nè. Rồi mình xuống cái hàng Janus đi camera quay cho anh chị cái con màu kem trắng sữa đầu tiên á. Con này là khóa thường nha, chưa có mấy cây đâu. Nhưng mà xe nó liền, xe liền lắm nha. Em thấy liền á anh chị, đẹp á. Em có 3 con anh chị nha. Dạ. 3 con chị khóa thường, một con màu đỏ ngoài, một con màu kem và một con màu xanh này, giá giống nhau luôn nè. Con dạ. Này 48 thì cũng còn 18 triệu nha. 18 triệu. Xe là em nói thật với anh chị luôn, anh chị mua gì đi chạy nó không phải làm gì hết nha. Dạ. Mà anh chị mình đi con này 18 triệu đúng không? Anh chị mình chạy đi. Dạ. Thương cho bỉ dòng áo của em Hồng. Xong yeah. Rồi cái bà Hồng ơi bây giờ tôi không xài nữa, tôi đem cái này. Em nói thiệt bên chị lỗ 2 triệu rưỡi lúc nào em cũng lấy được. Dạ yeah, rồi. Chúng cho em hướng cái xe mà đi không có suy nghĩ gì hết. Bên đây bằng giá luôn hả chị? Con này 20 vẫn còn 18 luôn. À 18 luôn. Mấy cái màu này á, khóa của nó thì có thường thanh nó rẻ thôi. Dạ. Yeah. Cái này mà có gì bánh cay là nó phải 20. Dạ yeah, đúng rồi. Xe thì anh chị cũng biết là mua mới của nó là 30 mấy triệu mà xe nó còn đẹp lắm. Chứ nó không có chạy trước gì hết, em cũng bán 18 triệu y, em bao ship hết trong cái livestream ngày hôm nay anh chị nha. Con này là quyển dầu tiếng Bình Dương nha chị. Rồi, bên kia là 85 Ninh Thuận nè, 38519 á, con khóa mắt cây. Con này là phiên bản limited mà. 20 triệu nè. 22 năm thì em giảm còn 20.
Dạ còn 20. Bắp cải đều nó cũng cao 28 chị nha. Dạ 28. Ta đi nguyên con không mất một cái gì hết. Dạ. Rồi, 20 triệu đồng. 20 triệu, bên kia là chiếc Lubias biệt số Đồng Nai nha anh chị, 09 09971. Lubias này em bán 11 năm. Dạ 11 năm. Cái này rất là đẹp luôn, em cũng mới về đó, em có con dưới 10 triệu cũng có nữa chứ, em coi cho chị một coi nha. Dạ rồi. Con này là 11 năm không mất. Dạ. Em chỉ giảm được 200 thì canh có Nguyễn thôi, còn 113 em bao tiếp cho chị nha. Nó con này em mua nó lại em mất không được nhiều. Cái bên là chiếc AB Đà Bò nha anh chị, 84 Trà Vinh nha. AB Đà Bò để nó nằm miết ở đây luôn. 16856 đó anh chị. 12 triệu 500. Nếu mà tính ra bây giờ bò 12 năm mình thấy giá cũng tốt mà anh chị ơi. Đó. Ai thích thì mình liên hệ. Dạ. Dạ. Mười hai năm. Anh chị mới mua thì cài đã cái nào anh chị không cài nó đem gửi lại cho em. Dạ. 10 triệu em lấy nè. Rồi. Rồi, cái bên chiếc Grande đi chị Hồng. Ừ, con này thì 23 triệu nè. Con 23 triệu. Cô giáo này từ mầm non cho thi. Dạ. Cô giáo đổ xe. Dạ. Không có gì cũng đàn cãi chai viên toàn tập. Dạ. Có được cặp kiến nè, là cặp kiến cũng thôi được nhiều tiền. Dạ. Xong rồi bây giờ mình bán còn có 20 triệu thôi nha. 20 triệu thôi nha anh chị, nói dĩ An Bình Dương luôn nha. Rồi, đây mình xuống dưới đây. Tới cái chiếc ở đầu tiên hàng này là chiếc quay S nè anh chị. Chiếc quay S nè. Nè anh chị xem chiếc quay S nè. Cũng mới về anh chị nè. Dạ, 59. Rồi cũng cao này, lăn vô vỉ rồi nè. Dạ. Vô vỉ bánh mâm. Đây anh chị. Xe thì đầu nồi được chắc là không biết sao đây, em biết được nữa. Ờ đây. Anh chị mình cứ gọi cho em tạo tiền thẻ nha. Dạ. Em thì bị lũng rồi, em bán là 12 năm không bớt anh chị nha. 12 năm. Dạ em thì nó thật nó cũng hiếm quá, không có nó có mẫu này vừa nó không còn nhiều đâu chị nha. Dạ. Thành thử là không có rẻ được. Rồi ok nha anh chị. Em 12 năm không bớt. 12 triệu 500. Kế bên là chiếc AB biển Sóc Trăng, cái này khóa lớn tìm xe nha anh chị. Sóc Trăng 83. AB này mới được về anh chị nha. Dạ. Sóc Trăng 83 nè anh chị, à, nó là khóa lớn tìm xe nè. Em mua về ổng sẽ để dọn tính anh chị nha. Dạ. Cái con này tại vì ổng chưa để giá là con này nó không có được đẹp. Em về em tính dọn lại, nếu như anh chị mình muốn mua xe mà riêng. Dạ. Mà kiểu như giờ thì anh chị mình gọi cho em sẽ báo giá và rẻ thôi, mất đâu. Dạ. À, nói thì em sẽ dọn rồi mới tính rồi. Rồi. Em sẽ báo giá xong cái là mai sau em dọn lại là không bấm chặt cái giá lại em không báo nha. Dạ rồi. Số 83 anh chị nhớ giùm em nha. Rồi cái bên là chiếc Lubias GTX bình xăng con nha. Ở này FI rồi hả chị Hồng? FI rồi. Ta lắc 47. Mới về anh chị nha, mới về. Chưa rửa luôn. Dạ. Tại vì em đương quay ngó là ăn xảo giấc cho mình quay xong rồi xíu mới rửa luôn. Dạ. À, 13 năm anh chị nha. 13 năm. Không tốt. À bóc 1 triệu còn 12 triệu 500. Dạ còn 12 năm. Anh chị nha. Ok. Xe, liền xe lắm. Đắk Lắk 47 nè anh chị ha. Rồi. Rồi bên đây đi chị. Janus. Cũng y như vậy luôn. Cứ Janus nhà em là cái xe nào biển số mà. 68 nha. Số nào không cần biết mà quá thường là có 18 triệu rồi. Dạ 18 triệu. Đây bên đây 93 Bình Phước nè anh chị. 18 năm. Dạ. Hôm nay mà con này bóng luôn. Ghê ha, con này bóng ghê. Luôn. Dạ. 18, nước sơn bóng ngáo à. Bóng ngáo luôn nè, em thấy em về đâu có làm nó bóng lớn luôn nè. Dạ. Từ cái tất cả dưới này đẹp cực kỳ luôn. Dạ. Nó phải làm gì đâu anh. Ok nha. Đây là chạy thôi 18 triệu bao ship. Ở đây mình có chiếc 135 nè chị Hồng. Mới về luôn á. Dạ. Em xả mới về lấy về đó. Chị coi cái chất xe nè ha. À, có dán trầm trầm nha. Có cái vỏ còn râu em. Cái này giống mới thay quá chị. Mới thay đó. Ờ, à, biển 94 Bạc Liêu nè chị. 14 năm xe, ui trời rẻ quá. 14 triệu 500. Ừ. Rồi ok. Rẻ luôn chị ơi. Chị báo cái chiếc Future bên đây luôn cho khách đi ha. À, Future này ha. Dạ. Future này mình bán. Cần gọi báo giá là 6. Cái này cũng mới về. Cái này mới về, này, cần thì gọi cửa hàng báo giá. Mới về em tưởng như là cái con của nhà em 19 triệu xe trước mà không phải. Dạ, cái này mới về luôn rồi. Con này mới về em chị ơi, xe cũng liền lặng chị nha. Dạ. Xe liền lặng này. Đầu nồi thì em chưa biết nữa thì em báo làm chị sao nha. Rồi ok. Cái này bánh mâm là ring nè, áo ring nè, em thấy như thế nào thì em sẽ báo cho nó nè. Dạ. Bô ring, tất cả là ring hết. Nhưng mà đầu nồi thì em chưa biết nha. Em dạ. Sao. Đó. Rồi ok chị, qua đây. AB. AB. Con AB này màu trắng rất đẹp luôn. 59B màu anh chị nha, một con AB nè, màu trắng rất là đẹp, anh chị quá thường anh chị nha. Đây để em quay cho anh chị coi cái phía sau biển số nè. Đó, biển số nè anh chị. Quá thường nè. AB dạ. Màu đen trắng anh chị nha. Dạ. Cũng còn liền lặng nè, không phải làm một cái gì hết. Mua về chạy thôi không làm nha anh chị nha. Giá dạ. Là 29 triệu 500 ngàn. Bốt còn, ủa đợt sao rẻ nha. Còn có 26 triệu 500 anh chị nha. 26 triệu 5 nè chị, đó, ok ha. Rồi, ok nha. Rồi mình xuống đây tới chiếc AB sơn 3D nè các bạn chị, AB luôn. Cái này 3D. Dạ. Con này nó bạc màu. Dạ bạc màu rồi nè chị. Nó bạc. Dạ. Nó bạc màu.
chị ra lần đúng không, được cái chị đi dọn nè. Dạ con này 83 Sóc Trăng nha chị, 83 Sóc Trăng nè. Rồi đó anh chị ra 27 triệu, anh chị 27 triệu nha anh chị. À, quay chi tiết anh chị coi cái xe ha, nếu mà không chi tiết rõ nữa thì mọi người liên hệ cửa hàng giúp em nha. Rồi ok chị. Cái là khách mình có lên bình luận với chị là nói vậy nè. Dạ. Chị qua đó lúc nào cũng xấu rồi ngố quay. Em coi bên ngố Nguyễn ngố xe chị quay rất là đẹp. Dạ. Chị không rành bởi vì ngố qua mà khi nào mà em nói thiệt với anh chị đó, ngố nó có làm rất là có tâm, khi nào mà em chụp có hình là ngố nó quay xe lại cho anh chị thấy. Dạ. Không phải là quay xe mà nó là lấy tiền anh chị nha. Quay xe mà em đứng đó nó là nó còn mò lắm. Còn cuối nguyên lại mới quay được cái xe nó rõ đẹp nha chị nha. Dạ. Em nói thật luôn. Rồi, một chiếc ly nha chị, ly 125. 121 nè. Dạ, 77 Bình Định nha chị. 34.500.000. Bình Định nè, Bình đó. Định. Anh chị coi cái chiếc xe đẹp ghê nè. Xe đẹp đúng chủ có sự mắc cây nữa. Màu đen nhám cái phiên bản đặc biệt đó anh chị. Con này em thấy có mắc cây nè. Đời 2020 luôn á chị Hồng ơi. 2020 luôn. Dạ, 2020 luôn nè. Đó. Rồi, giá nhiều vậy chị? Để 34.500. 34.500 nha chị ha. Dạ, yeah. Rồi qua đây nha. Thuận An Bình Dương cũng ly luôn. Rồi đây anh chị. 2013. Dạ, yeah, 2013. Xe nhỏ rồi có dụng lại rồi. Dạ. Ờ cái này khóa thường ha, cái này đời thấp nên là khóa thường thôi, chưa mắc cây đâu. Dạ. Yeah. Giá nhiêu vậy chị? Rồi 20 triệu còn nha. Dạ rồi, chẳng 20 triệu nha anh chị ha, chẳng 20 triệu. Cái xe nhà em còn 40 triệu. 59V1 nè chị, 13186. Rồi em quay sơ sơ vậy, anh kia cũng xuống nổi lực rồi. Dạ. Nghe cái tiếng máy nó nổ là thích thôi kìa. Dạ. Yeah. Em không có làm gì. Rồi, hết. Giờ mình cho qua cái này nha. Rồi, mình tới đây chứ. Dạ. Rồi, con này. N với X nha. Tân Bình. Ừ. Nha chị Tân Bình. Chị mình mua lại đi công chứng là mình luôn. Dạ, nó máy trong sạch sẽ. Máy khô rang này chị ha. Máy khô rang luôn nè. Mắc cay luôn. Dạ. 28 năm thì giảm, hôm nay giảm còn 26 năm anh chị nha. Dạ còn 26 năm. Rồi, cho mình còn hàng dưới đây quay tiếp anh chị coi nè. Chiếc Lubias đi, để em chạm xuống đây. 10 triệu. 105 500. Đắk Lắk 47 nè. Còn 10 triệu nha anh chị, Đắk Lắk 47 á. Dòng này chạy bốc lắm á, em biết là nó chạy rất là bốc. 125 mà sát nhỏ nên bốc lắm. Chẳng 10 triệu. Đắk Lắk này nha. Rồi, qua đây đi chị. Rồi, Nuya. Biển số này, biển số anh chị coi nè. Số 60 Đồng Nai. 25 không bớt anh chị ơi. Dạ. Rồi em bớt cho anh chị mình luôn 12 triệu nha. Còn 12 triệu đồng. Con này thì nó bình thường, nó không có đẹp lắm, thì thôi để anh chị nhìn 12 triệu bao ship. Dạ rồi, 12 triệu. Con đây là một chiếc Liberty 3VE, nó là máy lớn nha anh chị. Biển số quận 11 luôn nè, 79002 nè. 14 năm cũng như cũ anh chị. Dạ 14 năm luôn anh chị. Đó 3VE nha. Đó anh chị xem nè. Anh chị muốn coi kỹ giúp em là liên hệ cửa hàng nha, anh chụp hình kỹ hơn cho. Còn đây là con Vespa màu đỏ. Cái này là sơn lại đỏ nhám. Lớp hộp xoài nè. Dạ. 16 triệu. 16 triệu. Biển số là Thuận An Bình Dương nè anh chị thấy không? Rồi đây cái lốc của anh chị coi luôn cho yên tâm ha. Rồi ok nha. Rồi đến một con mình qua đây. Lexico Sóc Trăng 83 nha anh chị. 4100 anh chị nha. 4100. Con này đẹp phúc. Dạ. Con này giá áo này chắc mới dọn lại anh chị ơi. Dạ đúng rồi, mới sơn lại đấy. Dọn em có dọn đâu, người ta dọn hết. Dạ. Yeah. Người ta mua gì người ta đi, người ta dọn lại cho nó đẹp quá. Nó mất em bao nhiêu? 11.500 đó. 11.500. Đây, mình xuống đây có mấy chiếc rim nè anh chị. Đây, rim nè, đó. Em quay cái tổng quan về cho anh chị coi cái đã rồi. Anh chị mình thích thì cứ gọi điện cho em để em quay từng con một anh chị nha. Rim Thái nè, đó, con đó rim Thái đó. Cái này Super nha, Super đời đầu cái gì đó. Nó có chữ công giống rim Thái, Super đời đầu cái gì anh chị. Em không. Super không à. Con này rim Thái. Ủa trong kia con rim Thái, con Super luôn mà em nhầm chữ rim Thái. Đây mới rim Thái nè. Đây nè, Super là 2, 3 Super. 3 Super được anh chị ơi. Còn đây mới đi thấy nè. Chị coi cái nhôm của nó, cái sơ đẹp đó. Nó còn nguyên ha. Rồi, con neo này nhiêu chị? Neo giá cũng cao lắm, 50 mấy triệu. Đầu chưa rớt xe chính chủ. Dạ. Một người chủ một người đi. Cái này Future X anh chị ha. Future X. Dạ, FI luôn. Đi từng con ốc luôn. Rồi ok chị. Rồi mình cắt cái đi, mình uống dạ. Nước xong rồi mình quay. Rồi đấy, giờ chị em mình vô đây nha. Đó, còn trong đây xe nữa này mọi người. Bữa nay mình bán con này luôn đây. Dạ chiếc tại vì cái chú nó cũng ít. Cọc á, chú dạ. Cọc mà vừa chắc thôi. Chắc chú này chú không lái chú thì mình bán luôn để lâu quá, mình thấy chú điện thoại luôn. Dạ. Cũng vẫn như cũ hay con này trước em sale cho anh chị mình 2 năm thì hôm nay vẫn giá cũ luôn nè. 2 năm luôn. Ừ, cái này 150 đó anh chị nha. Dạ 150 khóa thường nha, 22.500. Ừ. Rồi. Đó anh chị mình mua thì em chụp hình em quay cho rõ lại một lần nữa nha. Rồi. Rồi, đến con nào mới về. Ly. Con Ly này 2015. À, biển số Bình Dương.
Biển số Bình Dương anh chị nè, 4757 anh chị ơi, biển số quá đẹp anh chị nha. Yeah. 54757 nè. Biển số quá là đẹp luôn anh chị rồi, nha. Okay. Cảng xe này, còn nói chung là cái xe này em báo cho anh chị mình luôn là nó riêng toàn tập luôn á. Xe này chủ đi xong rồi vừa bán cho em, chưa dọn chưa gì hết anh chị nha. Yeah. Biển số nè, 61C54757. Yeah. Em bán giá là 24 năm thì em giảm anh chị mình 1 triệu, còn là 1,5 triệu đi. Yeah. Rồi, còn lại là 23 triệu anh chị nha. 23 triệu. 23 okay, triệu chị. Anh chị nha. Yeah. Rồi con này thì em giảm cho anh chị mình nè. Con này em bán có 11 triệu, đúng dấu, quê dấu, em không có lời 1.000 luôn. Yeah. Máy của nó em lắm, mà em ru rú luôn. À, em để cho anh chị 11 triệu, biển số Thủ Đức này, 59X1X2, rồi 11 triệu. Đây mình xuống dưới đây ha, tới mấy cái, bên đây còn chiếc City hả chị? City thùng anh chị nha, City thùng này rất là đẹp luôn anh chị nha. City thì anh chị cũng biết, nhà em thì 8 triệu cũng có một con, 9 triệu, vậy rồi em bán cho sư cô, con chữa rau, em bán có 6 triệu. À, em ship về trên Đắk Lắk. Còn con này 16 năm em giảm cho anh chị mình 1,5 triệu, còn lại 15 triệu anh chị nha. Xe rất đẹp anh chị nha. Yeah. Xe này thì khỏi phải bàn luôn. À, anh chị mua là đáng đồng tiền lắm luôn á. Từ cái tem cho đến tất tần tật là rin hết anh chị nha. Rồi, và đến một con Noya nè anh chị, 70F1 của Tây Ninh nha, 24952 nè anh chị. 13,5 triệu không tốt. Yeah. Em giảm anh chị mình 500, còn 13 triệu xe này đẹp hơn mấy con kia anh chị nha. Rất thẳng luôn nè. 13 triệu đồng. Ừ, 13 triệu. Bên này có chiếc Susimart hay gì? Xe này Viva hay Smart gì? Xe này của con lính thôi mà đừng quay, nó không bán. Không, cái này hay thì rồi, Rujan, Rujan anh chị à. Chiếc Rujan hay thì rồi. Gì danh đó không biết nữa. Rồi đây chiếc con cá trê này. Hay là TSS hả ta? Ừ. Yeah. Con cá trê này đó, em bán 8,5 triệu không bớt con cá trê. Cá trê này thì nó cái máy của nó ngon anh chị nha. Từ 4 triệu cũng có một con, 5 triệu cũng có con anh chị nha. Mà con này đến 8,5 triệu nè. Thôi bớt cái 5 triệu 500, còn 8 triệu em thay cho anh chị cái tháng nha. 8 triệu. Xe này cái máy của nó thì thôi á, nó nổi nhẹ lắm. Bên đây có chiếc Lexico biển số Bình Phước nè anh chị, 4312 nè. Lexico của em cũng mới về được 2-3 con để dành cho cô chú mình chuẩn bị cho học sinh vô đi học nè. Em mua mấy cái con nhỏ nhỏ này đó. Đó, rồi. Xe đẹp lắm anh chị nha. Ok. Đẹp lắm nè. 93 này là 11 không bớt anh chị nha. Bình Phước nha anh chị. Em sẽ bớt anh chị mình 500 cho nó vui nè. Còn lại 10,5 anh chị nha. 10,5 triệu. Rồi, đến con Livat này cũng 10,5 thì bớt 500, còn 10 triệu tròn luôn. Bữa Đồng Nai luôn. Rồi, máy em ru rú anh chị nha. Nhớ giùm em là anh chị nhớ là em nhà em có 3 con Livat luôn, một con màu vàng và 2 con màu đỏ anh chị nha. Rồi, chiếc Ly 125. Ừ. 10 triệu. 70 nè anh chị. Rồi, con Ly màu đen biển số 70 này em bán cũng như vậy luôn, 23 năm thì giảm 1,5 triệu là còn 22 triệu, xe cũng riêng từ đầu đến chân. Yeah. Xe với dòng Ly này anh chị cứ để dành vậy đó, rồi ai mua được cái cứ về chạy, rồi anh đi một thời gian không thích xài nó đổi xe Ly mới anh chị nha. Rồi, nó lỗ ít lắm. Đó. Rồi xe riêng. Xuống dưới đây nè anh chị các bạn, mình có chiếc Future Channel nè. Đây chiếc Future Channel nè. Đây Future Channel này nail kim hả chị Hồng? Nail kim đó. Dạ đây em quay nail cái nail kim 207 anh chị nha. Màu đỏ này chị. 207 xe này đầu nồi rớt rồi. Hey, áo quần ha. Tất cả đồ rinh hết, không mất một cái gì hết. 8309 nha. Nhưng mà đầu nồi thì nói chung là anh chị mình cũng đừng có quan trọng mà có đầu rớt chưa rớt rồi anh chị nha. Yeah. Khi nào mà cửa hàng bán mà một chiếc xe nail mà người ta bỏ nguyên đồ Trung Quốc vô nên mình mới sợ. Còn đường này em bán là em bao cho anh chị mình không mất một cái gì của Honda hết. Yeah. Chỉ có là đầu nồi từ 207 đến giờ thì người ta đi nó cũ quá thì mình phải dọn, mình phải mở đầu mình làm lại cho nó mạnh thôi. Yeah. Chứ không mất cái gì hết anh chị nha. Rồi. Giá thì 22 triệu em bán anh chị nha. Rồi, đây chiếc Future Mập này chị. Còn một con này nữa, đèn lách này là 29 triệu. Dạ là em còn 3 con đèn lách anh chị nha. Con này 29 triệu anh chị nha. Yeah. Ừ. Rồi. Rồi. Lấy một con này nè. Con này quay rồi. RS nha. Này được con này cứng lắm. Con này là quay RS. RS này là đời cuối anh chị nha. Bô vỉ nè. Xe này có giọng sơ rồi anh chị nha. Bô vỉ, hai mặt nạ. Xe này thì em không dám nói riêng đâu, ý là bánh mâm thì bánh mâm của nó, nhưng mà xe này cũng có cặp lốc này cũng có tuốt lại rồi. Dạ rồi. Ừ, xe cũng đẹp rồi, 14 năm. 14 triệu năm. 14 năm thì bớt chứ không phải là còn 14 năm đâu, còn có 13 triệu thôi. 13 triệu, chiếc Janus đi chị. Janus này 22 năm thì bớt 1,5 triệu. Còn 21 triệu anh chị, con này quá đẹp luôn anh chị nha. Đây anh chị. Con này quá đỉnh của đỉnh luôn. Dạ. Thiệt. Nó quá đẹp luôn, nó cũng y xe mới luôn anh chị. Đồng Tháp 66 anh chị. Tại vì em để nên bụi trên này nó xuống thôi đó. Dạ. Rồi. Mà xuống đây đi chiếc Jupiter kìa chị Hồng. Jupiter này thì cũng như cũ thôi. Yeah. 2022 chạy mới 3.000 mấy cây thôi. Em bán là hôm nay em để cho anh chị mình là 24 triệu anh chị nha. Con em để anh chị mình bàn luôn đó chứ. Cái con này hôm nay em để cho anh chị mình 24 triệu thôi. Anh chị coi cái chỗ này nè. Nó mới có 3-4.000 cây thì nó sao nó sao được. Đó, nó có 3.300 mấy chục cây à. Quay kỹ mấy anh chị coi ốc tán của nó bầu phê luôn. Đó, nó y xe mới luôn anh chị ơi. Rồi. Tại vì em bán 24 triệu là em gì rồi đó, em bán cho cái anh kia rồi mà rút hồ sơ anh đợi hối hối em ghét quá. Bên đây chiếc Asilo 13 năm. 59 còn lại 12 triệu. Dạ. Yeah.
Okay, mấy con Hachelo nhà em là có hai con thôi anh chị, hai con này là đỉnh của đỉnh luôn anh chị nha. Khỏi cần bàn, máy móc vào đầu nồi chưa đụng gì anh chị nha. Có con màu đỏ trên kia và con màu xanh này. Giá thì không rẻ nhưng mà đùa rất là đẹp. Rồi và tiếp tục đến con này là 2020 này bên em giảm còn có 28 năm nè. Em giảm anh chị mình còn 28 triệu luôn. 28 triệu đồng. 2020 đó anh chị ơi. Vô một bộ khóa của nó là cái khóa chống trộm gì rồi. Đúng rồi, có vô khóa chống trộm remote anh chị. Rồi. Đây, chiếc này là mấy đây chị Hà? 28. Còn có 26 thôi nha. 23 Sóc Trăng nha anh chị. Ring toàn tập luôn á anh chị nha, chứ không mất cái gì hết đó anh chị nghĩ đi. Không biết sao mà nó rẻ dữ vậy không biết đường anh chị nha. Thiệt em thấy mà bằng cái rút lắm anh chị ạ. Vừa còn có hai mấy triệu bằng cái con xe rút chứ mấy đâu. Dạ rồi, đây tiếp tục mình tới một dãy rim nè, rim Thái xích be gì có hết nè. Cái con này anh này cũng bị rút hồ sơ cho ảnh nè, con này đây chị bán cho ảnh. Bán rồi hả chị? Cái con này Rồi bán rồi mình cho qua con đi này, ha. Rồi. Còn mình đây dọn mới nè. Xong rồi con này nè, 28 triệu hả? Không bớt nè. Xe cũng rất là cứng luôn anh chị nha, con xích be hả? Có bụng, có bụng là mới thay. Đây, cái bẩn mới thay anh chị nha. Rồi, ốc máy đầu máy được làm rồi. Nói chung rim là vừa nó có giá kinh luôn. Làm hết nha. Rim có giá lắm anh chị nha. Rim thì vừa nó vậy á. Rồi, đây. Đó, giả rim rất đẹp nè anh em thấy không? Máy này giả rim nhưng rất đẹp nè. Đây cả bọn thay mới nè. Chấm sơn của nó là nếu mà anh em không nghe nhìn không ra được cái chấm sơn này luôn á, đẹp vậy đó. Quá trời luôn. 61 Bình Dương anh chị nha. Đây. Đó, trời ơi đẹp ghê không? Giá giá mình để nhiêu chứ chị, hai mấy? 28 triệu đó em. Rồi 28 triệu đồng nha anh chị ha. Và con này là 27 triệu nè. Kế bên ha chị. 27 triệu nè. Con này 27 triệu, đây là super luôn anh chị nha. Super luôn. Đây, cũng như vậy luôn. Cũng dọn mới nha anh em. Và con này có 15 triệu nè. Rồi, đây là còn nguyên chưa dọn nè. 15 triệu nè ha. Đó, còn nguyên chưa dọn anh chị ơi. Dạ, 15 triệu. Đó, 15 triệu cũng có con rồi. Nếu mình muốn dọn theo ý thích thì nên lấy con này, còn nếu anh em mà không biết mình muốn đẹp sẵn rồi là lấy con này về đó sẵn chạy liền thôi. Đồ của nó cũng mắc lắm rồi đâu rẻ đâu. Con này có bán cho chị mà em thấy để ngược nè. Không, con này chưa. Chưa ha. Con này đi nhà đem xuống nè, 19 triệu đó em. Dạ, 19 triệu này. 19 triệu con neo này là 27 rồi. Đồ cũng còn nguyên hết vậy đó, máy em ru. Rồi, ok nha. Anh chị mình cứ coi cái Ngô Nguyễn thì em bớt 200 còn 188. Chị Hồng báo giá giùm em chiếc Winner X thắng thường này đi. Con này nha, con này đẹp lắm, con này chính chủ anh chị nè. Chính em mua luôn mà sai không biết được nè. Kêu bọc nguyên con. 2021, 2022 luôn anh chị nha. Cà vẹt của nó là 2022. 2022. Mà cái đách của nó là 2021. Dạ rồi. Xe này là chị. Được cái là Winner X này nó không có chịu khóa này mà tự thay nè. Dạ. Nó là tự khách xài thay nha, chứ Winner này là nó không có khóa tự. Cái bản V2 này là chưa có nha chị, chưa V3 nó mới có, này là V2 này. Chưa có nha. Tự thay nha. Người ta tự vô. Người ta tự vô nè, biển số là 37 này, Nghệ An rút hồ sơ cũng nhanh lắm. 31 triệu bớt cho anh chị mình 2 triệu còn là 29 triệu thôi nha. 29 triệu. 29 triệu tiền hồ sơ là em không có tính con này anh chị nha. Dạ cứ rồi. Anh chị mình thích rút thì đưa cho em 2 triệu em rút cho nha. Dạ. Còn là 29 triệu nè, em báo luôn là 2022 gà vẹt của nó anh chị nha, chính chủ anh chị nha, một đời chủ một người đi á. Dạ. Rồi. Rồi mình qua đây ha, tới con future này thì quen tục rồi, 19 triệu anh chị mình gọi cho em đi em báo giá cho. Em chụp 50. Hình. Con này là bữa trước là chị dán keo lại đó, bữa hôm chị lột ra nè. Dạ. 24 năm. 26 năm bớt còn 24 năm, hôm nay em Hồng bớt thêm 500 nữa. Dạ. Còn là 24 triệu anh chị nghe, 2018 anh chị ơi. Ok chị. À và con này. AB con này thì AB đồ bò nè, mà cái giá của nó 20 triệu là chịu cái bữa số này cù lũ gì đó anh chị nè. Dạ, đó. 3 số 1, 2 số 3. Dạ. Nó đẹp một chút ha. Dạ. Giá là 20 triệu anh chị nha. Do con cái biển số anh chị ha. Do cái biển số chứ thường thường con này em bán tầm cỡ 14 triệu thôi anh chị nha. Nếu như xe bình thường em bán 14 triệu. Dạ. Thì nói chung là dạy cũng xong rồi, còn mấy con nữa thì em cũng mệt lắm rồi, nó thiệt trưa nắng kinh luôn anh chị nha. Rồi. Báo giá hết cái dàn xe cho anh chị cũng rác gỗ luôn, con em thì không hào, có dòng nữa. Thì thôi, mình đứng đây mình chào anh chị cái kìa. Hai chị em mình chào anh chị cái rồi mình nghỉ ha. Còn em xin nhắc lại luôn là anh chị ơi, cửa hàng của em là số nhà là nằm ở 60 Bình Chiểu Thủ Đức anh chị nha. Anh chị mình mua trả góp. Cứ gần cửa hàng em là cứ chủ nhật là anh chị mình tới cửa hàng em sẽ có bao ngân hàng hỗ trợ cho mình luôn. Anh chị mình có những gì thì cầm theo những ví dụ như là chứng minh nhân dân nè, số điện thoại và hộ khẩu gia đình. Em biểu anh chị mình cầm nên để làm gì, ví dụ như mà anh chị mình góp ngân hàng này không được thì mình sẽ làm ngân hàng kia. Mỗi ngân hàng sẽ đòi hỏi một cái khác nhau, như hôm đó thì chỉ có là chứng minh nhân không thôi. Mà FE là cần là hộ khẩu nữa anh chị nha. Anh chị cứ ở gần là có tới cửa hàng em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình. Còn ví dụ anh chị mà đó xa quá thì cứ gửi cho em việc trước nha. Được xong em báo cho anh chị mình lên lấy xe. Cửa hàng em thì bảo hành là em cũng chắc chắn bên chị một điều là em sẽ bảo hành máy cho anh chị một năm chắc chắn như rồi. Còn em sẽ hỗ trợ cho anh chị mình hết mình luôn.
Còn trong cái tháng 8 này thì em cũng sale xả rất là nhiều luôn, cũng như em cũng nãy vừa anh chị hai chị em cũng có nói đó rồi à, anh chị nha. Đặc biệt hôm nay là ngày 19 em sẽ bao ship anh chị mình toàn quốc luôn chị nha. À, dạ rồi, và okay, bây giờ em chị. Xin cảm ơn cô chú chị rất là nhiều nha. Hai chị em xin chào, hẹn lại mọi người video lần sau nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Yeah.